Rồi, mình xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái vỏ thùng 30 đôi. Đây, có 30 đôi là 3 đường tiếng. Ở đây mình bắt loa sẵn là mình quay review cho anh em xem nha. Giờ mình tháo lưới ra nè. Lưới thì nó có ốc kẹp hai bên hết nha. Mỗi bên là 3 con ốc kẹp. Và chính giữa là hai con vít trên, hai con vít dưới. Ở đây mình bắt hai cái bát nè. Hai cái bát và hai cái loa trung và phễu chép vô cho anh em xem luôn nha. Bây giờ mình tiến hành tháo ra và quay bên trong cũng như là chia sẻ kích thước cho anh em nha. Đây, đây là bên trong có cái vỏ 30 đôi này đây. Thì ở đây mình chưa có bắn bông nha. Khi ráp thì mình mới tiến hành dán bông vô, con tiêu âm vô. Thì hai bên đây là hai cái loa trung, hai loa trung 16 nè, đợt này làm cái học riêng luôn nha. Làm cái học. Học riêng nha. Anh em có thể sử dụng cái loa mà không cần trung kính nha, trung hở mình vẫn xài được nha, tại người ta đóng học rời cách âm lên rồi. Đó. Thì hai cái lỗ thông hơi dưới là hai cái lỗ thông hơi mình không có làm lỗ xéo nha. Đó. Mình không có làm lỗ thông hơi cộng hưởng mà mình làm cái lỗ thông hơi là dạng như ma trận nha, là nó quấn cho nó có cái lực, nó quấn giống như súp vậy đó. Đây là cái họng chép array nha. Rồi ở đây các anh em có thể là ráp chép 350 hoặc là 450 nha, đều được. Đây, đây là cái vị trí mà anh em lắp cái bình ắc quy thì mình sẽ đặt vào đây nha. Đó, đặt lên đó. Phía sau đó là hai cái lỗ này là để mình bắt kẹp bình ắc quy. Cái đây là cái bát. Đó, đây là cái bát kẹp bình ắc quy nha, nó đi kèm mà theo cái vỏ thùng luôn. Thì bình ắc quy thì cái nhà bắt hai ốc vào đây nha. Đặt cái bình ắc quy là lên đây, mình dùng cái ốc này mình siết kẹp lại. Thì người ta tận dụng cái hộp đó, người ta làm cái lỗ này để mình để cái hộp đựng mic luôn nha, để micro với cái hộp đó luôn. Đây là cái hộp lắp bo mạch đây, kích thước là 19x38 nha, được tắt hộp rời luôn nha. Đó. Mấy cái vỏ lúc trước là hồi xưa thì người ta làm cái hộp nó thông luôn. Khi mà mình quấn loa nó quấn cái hơi nó vọng lên á thì nó bị lọt khí ra ngoài. Bây giờ thì người ta làm cái học sẵn luôn. Học mạch riêng bị hết. Học này là 19x38 nha, được thiết kế là phía đằng sau. Phía trên là hai cái lỗ để mic nè. Hai cái lỗ để micro. Rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cái kích thước cho anh em xem nha. Thì cái kích thước của cái vỏ này là chiều ngang là 51 nha. Chiều ngang là 51 cm. Chiều cao tính luôn mặt đất luôn đó là 85. Chiều sâu là 51. Thì cái vỏ này là sử dụng ván nhưng mà MDF nha, ván MDF á. Anh em nào mà đam mê thì comment cho mình nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn bông cho anh em xem nha. Mình